Xin chào mọi người, ngày hôm nay tôi quay video này để hướng dẫn sử dụng bếp từ đôi Perini với model mới nhất, có mã là KCSR666, bếp đại cát đại lộc với mặt kính Kager Black, vắt cạnh trông rất là đẹp. Thiết kế design 2019 là hai chiếc hộp ở giữa mỗi vùng nấu. Bếp từ đôi KCSR666 hoạt động trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Quá trình sử dụng rất là đơn giản. Bạn đặt nồi lên, sau đó nhấn kim nguồn giữ 3 giây. Đèn LED hiện 2.0. Khi các bạn bấm vào một trong những số công suất ở đây thì bếp bắt đầu sẽ hoạt động. Bên cạnh đó là phím chức năng hẹn giờ. Hẹn giờ ở đây khi các bạn nhấp lần đầu tiên thì cái số hàng đơn vị nó sẽ nhấp nháy. Khi tôi tăng là bấm chữ cộng, tăng tối đa lên số 9. Đang ở 9 phút, sau 9 phút nhấp lần thứ hai thì là con số sẽ nhấp nháy ở hàng tương với cái thời gian hiện giờ tối đa của máy. Lần thứ ba thì quá trình hiện giờ tự động sẽ ngắt. Cuối cùng đó là bàn phím có mặt thì 3 giây. Đèn LED chữ L. Toàn bộ các chức năng của bếp đã được khóa. Bếp đang các bạn nấu ở cái bếp từ này